Kinh bán nhà quận 7 chính chủ. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị nha. Hôm nay chào cô chú anh chị nha. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 90 Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè, cô chú anh chị. Nhà mình có diện tích ngang 6, dài 11 m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ tư nha cô chú anh chị. Đây là nhà mình đây. Đây, hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 90 Dương Cát Lợi nha cô chú anh chị. Nhà mình thì căn góc hai mặt tiền. Đây. Đó, căn góc hai mặt tiền, nhà mình có diện tích là ngang 6 dài 11 m nha cô chú anh chị. Nhà thì một trệt 2 lầu sân thượng nha, căn góc nha. Xe hơi mình đi ra 1979 được luôn nha, hẻm thông. Đây là ngoài 90 Dương Cát Lợi mình đi vô đây. Đó. Đây là 90 Dương Cát Lợi mình đi vô. Đây không gian trước cửa nhà mình thì rất là rộng rãi. Đây là bên hông rồi mình là của hẻm thông này. Nhà thì có diện tích là ngang 6, dài 11 m, nhà một trệt, 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ tư, nhưng mà nhà mình đang có hợp đồng thuê là 14 triệu nha cô chú anh chị. Đang có hợp đồng thuê 14 triệu. Đây em đưa cho cô chú anh chị vô bên trong để mình xem bên trong nhà mình. Nhà mình đang cho thuê bình thường đây. Đây, đang cho thuê đây. Khu mình là khu dân cư sầm uất nha. Đó, khu dân cư sầm uất. Đây là ra 1979 rồi nha cô chú anh chị. Đây em đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Đây là cho thuê, đâm ra là nhà nó hơi bề bộn chút xíu. Đây là không gian dưới tầng trệt nhà mình. Thì bên đây là cái cửa nhà mình, gara xe hơi mình vô đây nha cô chú anh chị. Đây, bên đây mình còn một cái không gian bên đây sân vườn để mình trồng cây xanh. Đây, xe hơi giờ mình mở cửa này mình chạy vô. Đây là dưới nhà mình là có phòng bếp ở đây, bên đây có nhà vệ sinh đây. Đang cho thuê 14 triệu nha cô chú anh chị. Đem đi cho chú anh chị lên trên lầu. Để mình xem trên lầu nhà mình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913 78 1712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà nha. Đây là một phòng. Đây là phòng trước nhà mình nha cô chú anh chị. Đó, đây là phòng trước nhà mình. Đó, mua bán chủ nhà tặng nội thất cho mình luôn. Chủ nhà đang ở. Đây, có nhà vệ sinh đây. Bên đây phòng nữa. Đây, nhà mình là hai hướng hai mặt tiền. Đây là ban công của lầu 1 nhà mình nha cô chú anh chị. Đây, nó căn góc nhà mình đang khu dân cư ngủ, hẻm 90 Dương Cát Lợi mình đi vô. Thông qua 1979 nha cô chú anh chị. Đây, mình đưa cô chú anh chị lên lầu 2 để mình xem bên trên lầu 2 nhà mình nha. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm
90 Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 6, dài 11 mét. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ. Ba vệ sinh nha cô chú anh chị. Đây, phòng nữa. Nhà mình là 4 vệ sinh. Chủ nhà cũng bán giá là 5 tỷ tư nha cô chú anh chị. 5 tỷ tư. Đó, mua bán chủ nhà tặng hết nội thất cho mình luôn. Trên mình còn cái sân thượng nữa nha cô chú anh chị. Đây, phòng nữa là 4 phòng. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 90 Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 6, dài 11 mét. Nhà một trệt 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ 4 vệ sinh. Chủ nhà cũng bán giá là 5 tỷ tư, 5 tỷ tư thương lượng với chủ. Nhà mình có hợp đồng thuê là 14 triệu nha cô chú anh chị. Nhà mình là hẻm thâm, 90 Dương Cát Lợi ra 1979 luôn nha cô chú anh chị. Đây ban công nè. Mình đây. Đây. Đó là ban công của nhà mình đây. Nhà mình là hẻm thông. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913 781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Bên đây còn cái ban công nữa nha cô chú anh chị. Đây, cái ban công nữa. Là hai ban công. Nhà mình căn góc nha cô chú chị, dạng như biệt thự mini nha cô chú chị. Đây nhà vệ sinh nữa. Xin nhà mình. Đây, mình đi cô xuống chị lên trên sân thượng nha. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 90 Dương Cát Lợi, Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích là ngang 6, dài 11 mét. Nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ tư. 5 tỷ tư thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Đây là trên sân thượng nhà mình đây. Đó, trên sân thượng nhà mình. Đây. Đó. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản ở nhà 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.